Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Gia, mình là Amin Kha đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là Bphone A40 cũng như là Realme 9i các bạn nhé. Cả hai chiếc máy này thì nó sẽ có cái sự khác biệt về mặt con chip, tuy nhiên là về phần hiệu năng thì nó lại xem nhau. Một bên thì sẽ là Helio G85 và một bên sẽ là Snapdragon 680. Đó, thực chất thì về cái con chip này thì nó không chênh nhiều so với Snapdragon 675 đâu các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần speed test để xem là cả hai con máy này có cái sự chênh lệch về phần tốc độ loát hay không các bạn nhé. Đó, đây là về phần CPU đó các bạn nha. Rồi, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần speed test các bạn nhé. Không hiểu tại sao nhưng mà về cái phần ứng dụng camera này thì mình xóa không được các bạn à. Này, nó vẫn còn ở đây này. Đấy, rất khó hiểu luôn. Thì thôi mình không tính các bạn nhé, chấp nhận. Còn em này thì đã xóa sạch sẽ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một lần nữa về phần đa nhiệm này. Không có gì cả các bạn nhé. Sau khi khởi động lại thì nó đã mất luôn cái ứng dụng camera rồi. AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Như vậy là Bphone đã vào trước. Nhìn vào điểm số các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ không có cái sự chênh lệch nào quá rõ ràng ở đây cả. Về CPU thì bên cái chiếc Realme 9i chỉ con chiếc Snapdragon 680 thì nó sẽ có phần nhỉnh hơn khoảng 15.000 điểm cho một cái phân khúc giá, một cái phân khúc hiệu năng như thế này thì mình thấy là đây là một cái chênh lệch đáng kể các bạn nhé. Còn về phần UX này, đấy, bảo mật người dùng thì bên cái chiếc Realme 9i nó chỉ bằng có một nửa thôi. Hello neighbor. Như vậy là cái chiếc Bphone A40 đã vào trước. Moto Combat 1, 2, 3. Như vậy là chiếc Bphone A40 đã vào trước rồi. Mình thấy là về cái khoảng tối ưu tốc độ của Bphone rất là tốt các bạn nhé. CF Racing 2, 1, 2, 3. Vẫn là Bphone A40. Advan 8. Lại là Bphone các bạn à, load rất là nhanh luôn. Subway Surfer. Anh này phản hồi chậm hơn chứ không phải là mình bấm chậm hơn đâu các bạn nhé. À, đối với từ game này thì Realme 9i đã vào trước rồi. Real Racing 3. Realme 9i sẽ vào trước đó. Real Steel 1, 2, 3. Lần này là của Bphone. Angry Bird 2. Phần thắng đã thuộc về chiếc Realme 9i. Injustice 2. Như vậy là kết quả nó đã hiển thị rất rõ trên màn hình rồi. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.